Một buổi tối nọ, trời vừa tạnh mưa, dần trăng sáng vàng vặt, không khí vô cùng dễ chịu. Một vị thư sinh có tiếng là to gan lớn mật, bỗng thấy trong lòng hứng khởi, bèn sai người hầu đem cho mình một giò rượu, rồi tự mình dạo bộ đến nghĩa trang. Đến nơi, anh ta nhìn khắp xung quanh và hét to lên rằng: "Đêm khuya dạo chơi một mình, buồn lắm thay. Này chứ dịp bằng hữu với cửu tuyền, chẳng hay có ai có nhã hứng đến uống rượu bầu bạn với ta chăng?" Chỉ chốc lát, vị thư sinh đã nhìn thấy ma trơi lập lòe, lúc ẩn lúc hiện trong bụi rậm gần đó. Tức thì anh ta lại hét lên lần nữa: "Ai đến bầu bạn cùng ta chăng?" Cả đám quỷ liền tụ tập cắt vị thư sinh một đoạn chừng vài thước và đứng yên tại đó không tiến thêm nữa. Vị thư sinh dùng bát lớn rót rượu vào rồi đổ xuống đất. Chúng quỷ đều cúi đầu ngửi ngửi mùi rượu. Một con quỷ trong đám thích thú nói: "Rượu này ngon quá, xin cho thêm một ít nữa." Vị thư sinh vừa rót rượu vừa nói: "Các vị hà cớ chi lại không luân hồi chuyển sinh mà cứ phải lãng vãng nơi này?" Quỷ già nói: "Những người khi sống làm nhiều việc thiện thì nay đều đã chuyển sinh cả rồi. Còn những kẻ tội ác tày trời cũng đều đã bị đọa vào địa ngục chịu khổ. 13 đứa chúng tôi thì có 4 đứa chịu tội hạng chưa dứt, đang chờ được luân hồi. 9 đứa còn lại thì nghiệp báo trầm luân, không thể luân hồi được nữa. Thế sao các vị không thành tâm sám hối để cầu được giải thoát?" "Sám hối cần phải vào lúc còn sống mới được tính." Thư sinh giơ cái bình không lên, ngụ ý là rượu đã hết rồi. Chúng quỷ lão đảo rời khỏi. Một con quỷ trong đó ngoảnh đầu lại căn dặn rằng: "Quỷ đói tà hồn này có thể uống được rượu ngon, thật không có gì để báo đáp ân tình này. Xin tặng một câu nói rằng: sám hối cần phải thực hiện vào lúc còn sống mới được. Sau khi chết rồi thì không còn tác dụng gì nữa." Bàn về việc hối lỗi, Tư Mã Quang, một sử gia nổi tiếng, cũng là vị tể tướng quyền cao chức trọng của Tống Triều, từng kể một câu chuyện rằng: "Lúc nhỏ ta nghịch quá hồ đào. Chị gái lúc đó cũng còn nhỏ, muốn bóc vỏ hồ đào nhưng không được. Chị đi rồi thì một nữ tỳ để giúp ta bóc vỏ quả hồ đào này. Lúc chị quay lại hỏi, ta bèn nói là em làm đó. Cha ta vừa khéo đã nhìn thấy chuyện này, trách mắng rằng: trẻ con sao lại có thể nói dối như vậy? Từ đó về sau, ta không còn dám nói dối nữa." Trẻ con khi bị trách mắng mà biết ăn năn hối cải thì cả đời không tái phạm, cuộc sống vì thế mà được an yên, hạnh phúc. Phận làm cha mẹ có thể nhận ra cái sai của con liền uốn nắn, giúp con sửa sai thì chính là dạy con làm người tốt, biết sống có trách nhiệm. Làm người sống trên đời này, ai cũng không tránh khỏi sai lầm. Nhưng nếu có thể sớm nhận ra vì hổ thẹn mà biết ăn năn sám hối, về sau có thể tránh được vô số tội nghiệp. Còn bằng không, biết sai nhưng vẫn vì tư lợi mà ngoan cố làm việc xấu thì tội nghiệp chồng chất, sau khi chết phải chịu vô vàn thống khổ để hoàn trả, tội lắm thay. Video được thực hiện bởi đội ngũ tinhhoa.net, Mỹ Thuật, Nhuận Mi, Ánh Dương, Minh Lộc, Kỹ Xảo, Bella, Thu Âm, Hana. Tinhhoa.net, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.